Tôi lựa chọn những khách mời là những người bạn đến từ rất nhiều các quốc gia, có những cái nền văn hóa có nhiều sự khác biệt, bởi vì là có trong chương trình sẽ có nhiều chủ đề và họ phải đưa ra quan điểm của mình với những chủ đề đấy. Và chính cái sự khác biệt về văn hóa giữa các đất nước, giữa các châu lục, nó sẽ tạo nên những câu chuyện thú vị, những cuộc tranh cãi trong chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Thật sự là cái văn hóa của Á Đông, mọi người đang nói ở đây không phải là văn hóa của Á Đông xấu, hoặc là văn hóa của Á Đông mọi người không muốn theo, mọi người rất là tôn trọng cái văn hóa cũ đó. Nhưng mà dần thời gian tại sao lại cũ? Mọi người hay gọi là cũ tại vì văn hóa hiện tại thì nó thay đổi khá là nhiều. Nhưng mà tại sao bạn các bạn hâm mộ và ngưỡng mộ văn hóa châu Á? Đấy không phải là hâm mộ, là gì là văn hóa đấy sao? Mình cho sao nói đi, vì kiểu văn hóa của bạn nói đấy không phải là hâm mộ hay là ngưỡng mộ văn hóa bỏ nó mà thiệt. Chúng tôi có những bạn đến từ châu Á thì có Hàn Quốc này, rồi phương Tây, các nước phương Tây thì có Nga, rồi Mỹ, rồi Palestine, Nigeria, châu Phi, nói chung là rất nhiều các quốc gia khác nhau cũng sẽ xuất hiện. Khi ai ta về một nhà, ghép đôi mình cùng một sườn, đôi khi mong cùng một giờ, thức giấc trong một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một đường, sống chung nhau một đời. Ôi, anh sai à? Mọi người đang làm gì vậy? Đang hát cho anh. Đang hát cho anh à? Đang chuẩn bị chương trình gì thế này? Đang chuẩn bị cho đám cưới của một ai đó trong này. Anh đoán, đoán. Đã, anh đoán được xem. Sarah. Trả lời anh phải. Các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Nhập Gia Tùy Tục lên sóng lúc 20:30 trên VTV3 các thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 9 tháng 4. Hãy nhớ.